Không biết, mình sẽ vào soi trực tiếp luôn cho anh em xem. À không được, không được, không được, được. Thế thì mình hét to quá thì ảnh hưởng player ra ý kiến lắm. Không được xem trực tiếp, mình phải xem qua Go TV. Tại vì hét to quá ảnh hưởng tâm lý player thi đấu. Anh em thông cảm. Sẽ vào Go TV server 1. Vâng, bây giờ là round piston của trận đấu. Tỷ số đang là 15 nghiêng về phía team của Tùng TT và Chí Bèo. Như vậy là chuẩn bị ăn được piston hay không? Bây giờ là tình huống 2v2. Vâng, 2v2. Đội hình bên kia đó là đội hình của team Thắng Vẹo, Rách Cáo. Và bây giờ thì tích chờ cây cói ở bình mạng của... Vâng, để tên này hơi khó nói. 1v1. Và bây giờ tích chờ cây đối mặt với Cáo. Bây giờ tích chờ cây vẫn đang là một màn solo êm đến từ vị trí của tích chờ cây và Cáo. Bây giờ tích chờ cây đã cũng thành công Cáo rồi, và tỷ số là 11-5 dành cho các thành viên của team Chí Bèo. Vâng, mình sẽ gọi tạm là team Chí Bèo luôn để cho nó dễ gọi. Tỷ số bây giờ là 11-5 và full buy đến từ các thành viên của team Chí Bèo rồi. Vâng, 3 khẩu Mark 10, 2 khẩu tech này bắt đầu cục xúc. Trong khi đó đối phương cũng vậy, đẩy xuống một Văn Bé có cho mình một mạng rồi. Bây giờ thì đẩy vào và Alien đổi được một mạng. Tuy nhiên thì ngay lập tức Văn Bé có double kill riêng mình. Tiếp tục thì Tùng TT hạ gục Alien thành công. Giờ lại Tùng 4v2 và khó cho Kit với cả Cáo rồi. Vâng, Kit với Cáo sẽ rất khó ở tình huống này. Kit Cáo sẽ làm gì đây? Vâng, Kit Cáo sẽ làm gì đây? Một quả smoke để trả ra con Hector, tỷ số chắc chắn sẽ là 12 năm rồi. Chắc chắn sẽ là 12 năm dành cho các team của các thành viên team hôm nào về hôm nào mình sẽ bảo ai sắp thử cái kênh này xem. Xem nó như nào, mình tại vì hai kênh của bọn mình chưa ai sắp bao giờ, chưa nhìn thấy thông báo subscribe bao giờ. Hôm nào phải bảo hoặc bọn mình thử subscribe của chính mình. Xem nó thế nào. Vâng, tỷ số là 12 năm dành cho các thành viên của team Chí Bèo. Bây giờ là một quả smoke ném ra và chuẩn bị có tràn ra hay không. Một quả flash và tiếp tục phi nhanh đến từ vị trí của Tùng TT. Tùng TT lại có mình một mạng của Jack từ rất sớm rồi. Tùng TT tràn ra, check kia hay không. Tùng TT có double kill riêng mình rồi. Tích chữ cây vừa nằm xuống xong. Giờ là tình huống 4v3 và tỷ số chắc chắn sẽ là 13 năm dành cho team của Chí Bèo thôi. Vâng, chắc chắn sẽ là 13 năm. Vâng, team của Cáo đang thua những key round rất là quan trọng. Bây giờ thì tỷ số là 13 năm và chúng ta sẽ xem Kit đang làm gì. Một tiếng đẩy lên móc nhà đấy từ vị trí của Kit. Và bây giờ Kit có hình mạng của Biter Chí Bèo. Vâng, Chí Bèo vừa rồi có một tiếng huống Biter cực kỳ xa, các bạn thấy. Vâng, Biter ở tận khu vực này. Tuy nhiên đéo ngờ đối phương lại làm cho quả đi mẹ còn kinh hơn. Vâng, đội bạn làm quả chạy như này, chạy việt dã đi về. Chí Bèo quay lưng lại thì đã đéo kịp rồi. Vâng, Chí Bèo Biter rất xa, Biter tận đi bay mà vẫn bị móc. Khổ cho thanh niên Chí Bèo quá. Biter đến đẳng cấp như vậy rồi mà chúng nó vẫn móc mình. Một pha Biter tài tình. Tỷ số bây giờ là 13 năm dành cho các thành viên của team Chí Bèo. Và giờ
full buy đến từ cả hai team. Key round dành cho các thành viên của team Cáo. Và như vậy là một quả smoke đứng trong smoke không kinh nghiệm đến từ Cáo. Nhưng Chí Phèo là người kinh nghiệm hơn. Và Chí Phèo vừa kết thúc thành công Cáo rồi. Bây giờ thì kênh bom xe đang là ai? Vâng, đang có một thành viên cái solo đó là Kid. Và bây giờ một quả bom lửa. Và bây giờ Tùng TT đẩy lên và Tùng TT nằm xuống rồi. Và tiếp tục cái tích chờ cây đổi được một mạng thành công. Dầm thì cũng 4v3. Văn bé với cả tích chờ cây đều đã đỏ máu các bạn để thấy. Vâng, bắt đầu đẩy lên và không ai check vị trí của Kid. Không ai check vị trí của Kid. Và bây giờ ui giời ơi, một mạng đến từ Kid rồi. Vâng, Kid phải check Kid. Và bây giờ Kid không check Kid. Và Kid nằm xuống bởi tích chờ cây rồi. Một tình huống di chuyển không tốt thì Kid ai lên đổi được một mạng của Văn bé thành công. Giờ là tiếng ai với ai? Vâng, sẽ là tiếng Reject Bomb. Chắc chắn là như vậy. Jack đang đẩy lên. Và bây giờ Jack thấy hay không? Và bây giờ Jack nằm xuống bởi tích chờ cây. Và tỷ số là 14 nằm dành cho các thành viên của team Chí Phèo. Vâng, có vẻ như trận đấu này sẽ là một trận đấu thắng dễ dàng cho team Chí Phèo trong trận đấu ngày hôm nay. Trận trước thì team Chí Phèo đang diễn ra cực kỳ gay cấn khi mà họ đối đầu với cả team của Kaiser. Bây giờ thì các thành viên team Chí Phèo họ đang vâng, bây giờ một tình huống bắn trượt off beat rất đáng tiếc đến từ vị trí của Thắng Vẹo. Không nhầm đó, Thắng Vẹo. Và bây giờ ui rồi, đi đâu con sâu. Vâng này, vâng, Thắng Vẹo để tên là Tùng TT tuổi lồn thì Tùng TT bắn luôn vào lồn. Và bây giờ thì tỷ số là 14-5. Tiếp tục là một tình huống tăng cơ của Tùng TT. Tùng TT clear bom xe quá dễ dàng. Một pha đi chợ khu vực bom xe đến từ Tùng TT. Thắng Vẹo là người nằm xuống rất sớm. Ui rồi ôi, ui rồi ôi, ông Plat với nét ném này thì làm sao nó chơi game. Và giờ thì bạn bé đẩy ra hạ gục thành công Jack. Cáo đã nằm xuống bởi Luberi. Giờ chỉ một mình Alien mà thôi. Ui rồi, đi đâu đây? Ui giời ơi, vâng, dễ thế. Tuy nhiên thì cũng chả cứu được bom đâu. Và tỷ số chắc chắn sẽ là 15 năm mà thôi. Không hề có cơ hội. Một tình huống tăng lên của Tùng TT rất nhanh. Một tình huống sai timing đến từ vị trí của Thắng Vẹo. Và tỷ số là 15 năm dành cho các thành viên của team 15 năm dành cho các thành viên của team Tùng team Chí Phèo. Đây là một trận đấu mà Tùng TT thi đấu rất tốt sau pha chửi nhau với Captain Chí Phèo vừa rồi. Có vẻ như Tùng TT đã tăng thêm được 20-50% công lực nữa sau pha chửi nhau và có sự hỗ trợ của manager của Viking 3, đó là Vũ Sề. Vũ Sề phải đứng sau động viên liên tục. Các bạn thấy ở khu vực thi đấu, Vũ Sề đứng sau lưng Tùng TT động viên liên tục để tăng lên tinh thần thi đấu cho Tùng TT. Để Tùng TT có những tình huống phi óc chó hơn. Kéo xuống anh đọc comment. Bây giờ là một tình huống như vậy là Cáo vừa có double kill riêng mình rồi. Vâng, Tùng TT lại bắt đầu bỏ ra. Tùng TT có một mạng. Tùng TT có clutch thành công hay không? Vâng, Tùng TT trả quả smoke giống thế giới phết. Và bây giờ nhảy qua smoke. Địt con mẹ vãi lồn và xử lý. Địt con mẹ vãi lồn và xử lý của Tùng TT ạ. Địt mẹ phải thả qua smoke, có nhảy qua quả smoke của chính mình. Vâng, em có cách lồn là em làm sự việc nó khó được không? Vâng, Tùng TT vừa rồi một pha xử lý thì tôi đéo hiểu là khoa học nó ở đâu ra. Vâng, Tùng TT tự ném quả smoke rồi bắt đầu Tùng TT tự nhảy vào quả smoke của chính mình. Vâng, thực sự tôi vẫn đang tìm lý do tại sao em nó lại xử lý như vậy. Vâng, thực sự là một pha xử lý khó hiểu với từ Tùng TT. Ném quả smoke và sau đó thì nhảy qua smoke của chính mình. Và bây giờ tiếp tục là một mắt foil khác dành cho team Chí Phèo. Bây giờ thì Chí Phèo đang bay tơ beat. Chí Phèo tăng vào hay không? Nhảy xuống đối ư? Lại là một tình huống nhảy lối óc chó của Tùng TT. Và lần này thì em nó nằm xuống. Alien hạ gục Chí Phèo gục mid rồi. 5v3. Vâng, 5v3 đến từ các thành viên của team ấy. Tích chưa cây có mình mạng của Alien. Và giờ Jack. Vâng, Jack bắn đồng đội ạ. À. Địt con mẹ vãi lồn ạ. À. Vâng, đồng đội như thế mà nó bắn đỏ máu đồng đội. Vâng, bây giờ thì Kid đẩy ra. Ui rồi, hàng về và tích chưa cây đã nằm xuống. 4v2 rồi. Chỉ còn lại Luberi và Văn Bé mà thôi. Hơi khó tình huống này. Vâng, hơi khó cho Luberi và Văn Bé tình huống này. Và bây giờ thì Luberi với Văn Bé rất khó vào lúc này. Vâng, có lẽ tỷ số sẽ là 75 dành cho các thành viên của team Thắng Vẹo rồi. Có lẽ là như vậy. Không cần đâu, không cần đâu. Ghi đi, ai cũng ghi đi. Tao lốc hết vào cho các huấn luyện viên rồi mà. Mày ghi đi, ghi luôn cho bảng mày đi. Vâng, tỷ số là 15-6, không giỏi hiệp ấy. Bắt đầu tràn ra bom sai B. Văn Bé đang là người đi đầu. Văn Bé nằm xuống bởi Cáo rồi. Vâng, bây giờ chỉ còn mình Luberi và thôi, khó rồi.
Blueberry có 1P90, Blueberry có một mạng của Jake. Và bây giờ Blueberry nằm xuống 7 cáo và tỷ số là 75 dành cho các thành viên của team Thắng Vẹo. Còn gọi tạm thì Thắng Vẹo vậy. Vãi trưởng team Leo bắt thằng hai trận kìa. Con đít. Leo bắt cho thằng Phong đi bích luôn. Và mình Leo bắt, team Leo bắt có mình hai chiến thắng khá là bất ngờ. Đúng là ở dính giải bích này thoải mái tâm lý mới có thể bắn được. Bắt đầu tràn ra bom say mê cơ bản. Một mạng đến từ vị trí của Kit rồi. Và bây giờ Kit chưa có double kill. Kit có mình double kill rồi. Giờ thì uống 5v2 tiếp tục cái rách. Vâng, như vậy là Tùng TT với cả Chí Bèo có cho mình hai mạng. Nhưng ngay lập tức Kit với cả Cáo đẩy ra và cùng Tùng TT. Tỷ số là 85 dành cho các thành viên của team Thắng Vẹo. Vâng, 85 dành cho team Thắng Vẹo và đang comeback rồi. Team Thắng Vẹo đang có một màn comeback khá là hay ở trận đấu ngày hôm nay. Vâng, như vậy là team Leopard có cho mình hai chiến thắng. Và mình sẽ kể qua tiểu sử của team Leopard trong giải đấu này. Vâng, Leopard được nhận làm cap. Tuy nhiên thì có một thằng nào đấy, đó là thằng Phong Phạm. Nó PM Leopard, mình thằng Long Phong nó bảo là anh ơi làm nào có team, thì mình bảo thôi mày cứ PM cho Leopard, cho nó thêm chai Sting nữa, kiểu gì mày cũng có team. Thế là Phong Phạm làm đúng như thế và Leopard nhận ngay là Phong Phạm vào team ngay lập tức. Ừ, rất là đơn giản, cuộc chiến team nó diễn ra đơn giản như vậy thôi các bạn ạ. Vâng, Tùng VT lại có MG Frag rồi. Tuy nhiên thì sau đó thì Leopard còn đéo biết pick người, đéo biết gửi mail. Thế là Leopard mới gửi mail cho các thành viên của mới đưa cho Phong Phạm và thôi mày tự đi pick người đi, mày tự đi gửi mail đăng ký đi, anh không liên quan gì nữa. Và sau đó thì Phong Phạm thành viên ranh E tự đi pick người, chọn người, chọn full line up vào, gọi người đến thi đấu như captain luôn. Leopard chỉ có nhiệm vụ đến giờ đến thi đấu thôi, nộp tiền nữa là hết. Và vậy là Leopard có cho mình một line up. Và bất ngờ mình không nghĩ cái line up chấp pháo. Leopard còn bảo em đéo biết thằng nào trong team em cả. Vâng, trước khi đi vừa lấy anh em gặp nhau lúc đầu buổi sáng, Leopard bảo là em đéo biết là nào. Và bây giờ Kit đẩy vào, Kit có một mạng rồi, Kit nằm xuống 10 bắt bế. Cáo bây giờ có clut thành công hay không? Vâng, một mạng đến từ Cáo, một pha di chuyển lỗi. Và bây giờ có vẻ như Cáo biết Chí Vèo đâu. Màn đấu trí, vâng màn đấu trí, chúng ta xem Cáo với Chí Vèo. Vâng, bây giờ Cáo đối mặt Chí Vèo. Vâng, có vẻ như Cáo đọc được. Và bây giờ Cáo hàng không Chí Vèo này không. Và Chí Vèo lại bài tờ. Vâng, captain Chí Vèo lại bên đồng đội rồi. 3v2, captain Chí Vèo lại bên đồng đội rồi. Vâng, anh bết vãi cả lồn luôn ạ. Địt con mẹ mày, bết đồng đội mà lại còn không giết được ai, để đồng đội bị chết. Không, những tình huống better cực kỳ đẳng cấp đến từ cao trình Chí Vèo. Và Happy phải gọi bằng cụ, tôi khẳng định các bạn là như vậy, Happy phải gọi Chí Vèo bằng cụ. Và Leopard trong tình huống vừa rồi được chọn team ấy, thì Leopard đến, Leopard còn là captain. Tuy nhiên Leopard còn bảo là em đéo biết thằng team em có thằng nào. Vâng, đến cứ thế bắn thôi. Bây giờ Leopard có cho mình hai win. Cái cày bắn với Leopard thì thoải mái lắm anh em ạ. Có nghĩa là bây giờ cứ đang thua 15-15 này, Leopard cũng sẽ động viên anh em. Tôi bắn đi, gỡ được, à quên, đang thua 15-0 chẳng hạn. Bắn đi, comeback 15-15 được mà, lúc nào cũng thế, rất là thoải mái. Và bây giờ chuẩn bị đẩy vào, một mạng đến từ vị trí của Thắng Vẹo. Vâng, double kill đến từ Thắng Vẹo rồi. Không, đó là triple kill thì đúng hơn. Mà Chí Vẹo đổi được một mạng thành công. Tuy nhiên thì ngay lập tức là một tình huống văn mé nằm xuống bởi Jack. Giờ tình huống 3v1 và Chí Vẹo chỉ còn có 10 máu mà thôi. Team Thắng Vẹo đang comeback cực kỳ mạnh mẽ trong trận đấu ngày hôm nay. Vâng, đang comeback mạnh mẽ, cực kỳ mạnh mẽ trong trận đấu ngày hôm nay. IM trước không thể cắt như này được. IM Cato Quay trước là của bọn ESL, bọn mình không thể cắt được, anh em thông cảm. Như vậy là Chí Vèo vừa có một mạng quảng cáo, một tình huống bắn lỗi. Và bây giờ Chí Vèo đang di chuyển về B. Vâng, bỏ bóng xe B, rất là một sai lầm đến từ vị trí của Kit. Kit sẽ làm gì đây? Vâng, như vậy Chí Vèo fake A và quay về B rồi. Vâng, Kit đang quay trở về. Tuy nhiên vẫn rất khó cho Chí Vèo. Vâng, vẫn rất khó Chí Vèo trận đấu ngày hôm nay, thực sự là khó. Vâng, lộ tiếng rồi, chắc chắn là lộ tiếng thì Chí Vèo vào lại bài tơ. Ui dồi, tham này còn bài tơ lồn gì nữa. Ui dồi ôi, địt mẹ mày, số 1 bài tơ Việt Nam. 15 giây vẫn phải đi bài tơ bằng được. Ôi cái địt con mẹ, ôi Chí Vèo, địt con mẹ, vãi lồn. Hạch đao à.
Vâng, địt mẹ phải giết người ở mid này. Vòng về này lại còn đi xuống nối, lại còn vòng cả sang A, lại vòng qua cửa gỗ để vòng sang B. 15 giây vòng vào thì đặt bom tên lôn là đủ tham. Học đếm chưa em? Học đếm đi em. Vâng, địt con mẹ mày hack não với cả lồn ạ. Người ta bách về thì địt mẹ mà người ta bách như này. Làm lồn thì có ai bách như này. Ơ địt con mẹ mày lại còn quắc quắc đúng cái địt. Ôi trời ơi. Mẹ mày siêu nhân con mẹ đó rồi. Hack não với cả lồn ạ. Ông bây giờ là một round full bài đến từ team Chí Phèo. Và chúng ta xem team Chí Phèo sẽ làm gì ở tình huống này. Vâng, Biter số 1 Việt Nam nó có khác. Và bây giờ một mạng đến từ Thắng Vẹo và Tùng TT lại mua làm xuống với một pha đi qua smoke rất là láo. Cực kỳ láo đến từ Tùng TT. Tùng TT đang bắn rất láo. Cáo con cho mình mạng của Chí Phèo từ rất sớm rồi. 3 vết 5. Vâng, 3 vết 5. Và bây giờ đừng đừng ai ai làm xem. Bây giờ thì Luberi đổi được một mạng của Tùng TT. Vâng, như vậy là có được một mạng của bảo vật trận này này, trận của Tùng ET này vừa đấy. Server server 1111 bảo tròn đấy. Vâng, tỷ số đang là 15-10 và giờ là một tình huống 3v4. Móc B bóc bom xe A đến từ vị trí của Alien rồi. Bắt đầu chuẩn bị đánh bom xe B cơ bản. Luery văn bé vẫn tích chưa gây. Liệu có làm nên mùa xuân gây không khi mà hai thành viên rank A và rank B cộng đều đã chết từ rất sớm. Vâng, chúng ta xem Elen. Như vậy là Elen nằm xuống rồi. Một tình huống móc máy không thành công và tích chưa gây đã kết thúc Elen. Giờ bắt đầu tràn ra bom xe B. Vâng, bắt đầu tràn ra bom xe B. Và giờ thì văn bé vừa có cho mình một mạng của Kit. Tiếp tục bắn lỗi và Luberi đang gục dưới thành công. Vâng, 5v3 có vẻ như sắp thua rồi. Cáo bắn trượt một viên. Vâng, giờ thì khó rồi. Và giờ thì cáo. Vâng, cáo đâm xuống rồi. Một tình huống 3v5. Và các thành viên của team Chí Phèo đã chiến thắng khi không cần có Chí Phèo trong tình huống vừa rồi.